Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Sáng ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Đồng Xoài cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nổ ô tô khiến một tài xế tử vong. Nạn nhân là ông DNP, 50 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, ô tô hiệu Camry biển số thành phố Hồ Chí Minh lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định, đoạn thuộc phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ, lửa bùng lên dữ dội từ bên trong xe, tài xế bất tỉnh, bị mắc kẹt bên trong. Phát hiện sự việc, người dân gần hiện trường đã hỗ trợ dập lửa, tìm cách giải cứu nạn nhân, nhưng bất thành. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sau đó đã được huy động để khống chế đám cháy, dùng phương tiện chuyên dụng đưa người mắc kẹt ra ngoài. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. Riêng ô tô Camry bị lửa thiêu rụi hoàn toàn bên trong.